quý cô xinh đẹp. Và ngày hôm nay thì Mai Phương sẽ đem đến cho mọi người một mẫu váy đến từ thương hiệu Melia, với một cái mẫu váy mà cực kỳ nữ tính, công chúa nhưng mà vô cùng quyền lực. Mẫu váy này thì với tông màu xanh, một cái màu mà cực kỳ tôn giả các chị em nhá. Và chất liệu của nó là chất liệu tapta có vân chéo, thì mọi người có thể thấy là nhìn bề mặt vải vô cùng xịn sò. Điểm nhấn của mẫu váy này chính là toàn thân váy luôn thì sẽ đính kết những cái hạt đá, hạt cườm rất là bling bling cho chúng ta nhìn nổi bật hơn. Ở phần tay thì được thiết kế tay bồng, bồng tròn như thế này này, nhìn rất rất là đẹp luôn ý, và sẽ giúp cho chúng ta che được khuyết điểm bắp tay. Ở phần trước ngực thì mọi người có thể thấy là thiết kế phần cổ vuông sẽ giúp cho chúng ta khoe được phần xương quai xanh mà nhìn có cái gì đấy rất là nữ tính, nhẹ nhàng, quyến rũ. Mẫu váy này thì cái phần chân váy được thiết kế chân bồng xòe và có hai túi luôn, nên là khi mà mọi người đi tiệc ấy thì nhìn nó cũng rất là nổi bật. Ngoài ra thì cái phần túi này thì cũng giúp cho mọi người nhìn cái phần chân ấy nó sẽ bồng xòe hơn. Mọi người chụp ảnh mọi người có thể đút tay vào túi như này, rất là xinh. Mẫu váy này thì phù hợp để mọi người có thể mặc đi tiệc và xuất hiện trong những cái dịp quan trọng. Hiện tại thì mẫu váy này đã có sẵn tại Melia rồi. Nếu mà mọi người thích em nó thì hãy nhanh tay để lại comment ở dưới video này, hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của Melia nhé. Khi mua hàng online thì mọi người sẽ được free ship và được kiểm tra hàng. Còn nếu mà muốn đến tận nơi để tậu em này thì hãy đến ngay đi, vì Melia có showroom trên toàn quốc. Đến và tậu ngay cho mình cái mẫu váy vô cùng hot hit này nhá.